Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú. Ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe hay cô chú, thật nhiều niềm vui, thật nhiều thành công. Cuối năm rồi, mọi việc may mắn hết hay cô chú. Thì hôm nay con tiếp tục quay lại ở đây là phường Long Tuyền của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Vườn của anh Kiệt quý cô chú ha. Đó, cũng rất cảm ơn quý cô chú đã quan tâm ủng hộ cho anh Kiệt những cái clip vừa qua. Thì hôm nay ảnh mới về một số phôi, cũng có một số cây nữa để giới thiệu đến quý cô chú, và rất mong quý cô chú xem và ủng hộ cho anh. Dạ, con mời quý cô chú cùng gặp anh Kiệt để mình giao lưu. Dạ, em chào anh Kiệt ha. Em chào anh Khách, em chào toàn thể quý bà con anh chị gần xa đang theo dõi kênh Lực Tỉnh Miền Tây nha. Hôm nay em có giới thiệu đến quý anh chị mình một số cây cảnh như là dâm bụp, chiếu thủy, quỳ quế, cần thăng ha. Nói chung là vừa phôi mà vừa bán thành phẩm ha. Mong được sự ủng hộ từ quý anh chị mình. Số điện thoại của em là 0918 864 880, đó cũng là số Zalo. Mọi chi tiết liên hệ thương lượng qua số điện thoại đó giúp em ha. Em dạ tên rồi. Kiệt. Rồi em sẽ vô cái thứ nhất nha. Rồi đầu tiên mình có cây bông bụp nè. Cây dâm bụp, cây này tàn đa ha, dáng thiên nhiên. Cái thân đó thì hơi lùa một tí ha, hơi siêu. Cây dạng tông lũa nhẹ nha, tông lũa nha. Bông đỏ xưa mình đó nè. Bông đỏ xưa. Dạ rồi, bông đỏ xưa. Rồi, vị trí nào đây nè, vị trí này đi. Đây là mặt tiền ha. Rồi, em hậu cái 60 chiều cao. Dạ. Tán rộng là 70. Anh có điểm dây nhẹ nhẹ anh ha. Có điểm lại. Rồi. Tổng cái quành này là 96. Dạ rồi, 96. Đang nằm trong chậu mình là 6 tấc nhau quý anh chị. Dạ rồi, có lũa ở đây anh ha. Có lũa bên đó dưới bên này ha. Nhưng mà nó ra không còn một bọng ở trong nữa nha. Nó tới đó là hết rồi nha quý anh chị. Rồi, cây bông bụp mã số 1 anh ha. Mã số 1. Giá sao đây anh Kiệt? Cái này em xin giao lưu với quý anh chị gần xa mình giá là 1.400.000 ha. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ. 1.400.000 anh ha. Dạ, 1.400.000. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, đánh với cây số 2 cũng là cây dâm bụp ha. Kế bên luôn ha. Dạ. Đây. Cái này thì cũng dạng tàn đa, cây cũng già cây lắm nha. Mình lên chậu lâu chưa anh Kiệt? Cây này lên chậu được 1.5 năm rồi. Mình năm hạ rưỡi. Cốt mình mới vô dây lại ha. Cây thì con thấy nó cũng khá là già. Cây dâm bụp mà nói gì là nó già lắm. Dạ, cũng tàn đa anh ha. Rồi, vị trí này luôn anh ơi, đo giúp em luôn. Cũng bông đỏ luôn ha. Bông đỏ luôn. Cao là 72, tán chi 1 mét. Chính ở đây nó là 87. Dạ rồi, 87. Đang nằm trong chậu mình là 6 tấc ha. Đó. Cây này thì nó có cái nó bể bên đây nghe quý anh chị mình. Dạ đây ha. Để em môi hết cái xương mục đó rồi ha. Cái này là chắc keo lại là hết vô trong nha quý anh chị. Dạ rồi, giá sao đây anh? Cái này xin giao lưu với quý anh chị gần xa mình giá là 2.200.000 ha. Bao ship toàn quốc nha. 2.200.000, không chậu hết trơn anh ha. Không chậu ha. Dạ rồi. Một cái bông bụp khá là già luôn ha cô chú. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Cây mã số 3. Cây mã số 3 này là cây cần thăng ha. Một cây cần thăng. Cây này bán thành phẩm tí nha quý anh chị mình. Em đang nuôi cốt cảnh nó ra. Mình vô cái form cái cho nó kín lại hà quý anh chị. Mình vừa chơi mình vừa làm ha. Thân thì nó lắc giọng cũng rất là đẹp ha. Dạ, cũng định hình một nước dây anh ha. Dạ, một nước dây. Cũng khá là siết dây đó chú ha. Chiều cao này là 52. Cái tán rộng này là 65. Dạ. Mới định hình thôi. Cái này thân giờ lắc theo chú. Mình đo ngay cái này ha. Dạ. 24. 24. Mình đo ngay đây là 42 ha. Dạ rồi. Cái này mình rút chậu nghe quý anh chị mình. Cái chậu này là 5 tấc. Dạ. Rồi, cái cần thăng là giá sao đây anh? Cái này xin giao lưu với quý anh chị mình giá là 1.800.000 ha. Dạ rồi, 1.800.000. Dạ. Số điện thoại anh Kiệt để trên màn hình hoặc là trên tiêu đề nha quý chú. Mình gọi trực tiếp cho anh giúp con ha. Đó. Rồi, tiếp tục luôn anh Kiệt ơi. Rồi, đến với quý anh chị mình là mã thứ tư ha. Mã thứ tư này là cây kim giòn ha. À, kim giòn. Cái kim giòn. Cái này là cái này em có cắt con rồi lại hết rồi nghe quý anh chị mình, lặt lá cái em mới sang chậu ha. Thành ra những cái lá vàng này là nó sẽ rụng đây. Nó sẽ cho lên lá mới ha. Dạ.
cây này cũng già cây rồi anh ha. Dạ, cây này già cây, già mùa lắm rồi. Cây này chủ vườn nuôi cũng cỡ 3 năm rồi. Dạ. Cây này cái dạng lùa ha, cây dáng lùa ha. Mình không có kêu bay hay kêu đổ luôn nữa. Nó vừa bay vừa đổ luôn quý chú ha. Vừa đổ vừa trực bay. Vừa... Đây. À, dạ. Đây thì bay bay ra nhưng mà đổ thì không đổ hẳn. Chiều cao là 50. Dạ. Thân thì thấy nó dài lắm già. À, chiều dài này là 90. Đặc biệt là nó có cái bộ cái tán củ. Rộng này là 50. Dạ. Đặc biệt có bộ cũ này ha. À, có bộ cũ cũng khá là ok lắm. Hoành thân ở đây là 30. Dạ. Cũ này là 68. Rồi, bộ cũ trần xe đó là 68 anh ha. Đây. Rồi, quay giúp em vòng nữa đó ha. Cái này thì khá là liền lạc anh ha. Không có một bọng gì hết trơn ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Rồi cái này xin giao lưu với quý bà con gần xa mình giá là 2.500.000 ha. Cái này em xin phép cút chậu ha. 2.500.000. Chậu này nứt rồi em bao ship toàn quốc. Quý cô chú về mình để cho tiểu cảnh nó đặt lên một cái đồi hay là một cái gì đó anh ha. Cho dạ. Nó dương dương cái mình xuống này nè, dạ. Cái thân này nó ngóc lên. Nhìn hay quá chú. Đẹp ha. Đây là mặt tiền này. Cái này phối đúng của nó nhìn đẹp lắm ạ. Phối tìm cái tiểu cảnh này ha. Dạ. Rồi, 2.500.000 anh ha. Dạ, 2.500.000 em dạ. Bao ship toàn quốc. Đây nè. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Tiếp tục là mã số 5. Số 5, mình có cây mai chiếu thủy nữa ha. À, cây này là mai chiếu thủy lá trùng ha. Lá trùng. À, cây này thì cốt cành làm rồi nha quý anh chị, em mới coi lại ha. Một cây lùng lực già cây nữa. Dạ, cây này mà nếu em ship cho quý anh chị, em lặt lá cho quý anh chị luôn. Rồi. Để cho nó lên lá rồi, mới. Rồi chỉ nha. Cái đặc điểm này luôn đi anh ơi. À, chỉ cái đặc điểm ngay đây luôn. Cái mặt cắt ha. Cái rồi. Mặt cắt này là em có một lớp keo ở đây ha. Rồi. Là nó đang kéo vô lớp keo luôn này quý anh chị. Cái này mình nuôi lâu năm là kéo bít luôn lớp keo này luôn ha. Mình có xử lý cát rồi dạ, keo gì không đúng anh? Đúng rồi, cái này có mình đổ cát vô đúng không? Đúng rồi. Cát với keo ha. Là nó đang trên cái giai đoạn kéo mép hết luôn luôn nghe quý anh chị mình. Nó đang bò vô ha. Nuôi là nó kéo bít luôn. Dạ. Cái ngọn cỡ này ha. Dạ. Được nhiêu năm anh? Nuôi cỡ nhiêu năm anh? Cái này chắc em nghĩ là ông chú đó ông nuôi tầm khoảng 4 năm rồi đó. À mình cũng lấy lại hả chứ dạ, không phải là anh nuôi ha. Chú, tại vì ông không còn khả năng để ông chơi nữa rồi ra ông để lại cho mình. Rồi, cây nó thùm lùm lắm, em mới về coi lại cho quý anh chị về mấy anh chị cứ chơi. Cái thân nó tròn vo ha cô chú, no đầy mà đặc biệt là nó già, nó nu nó chảy ra vậy đó. Rồi, đo giúp em luôn. Cái cốt ngọn nuôi cỡ này thì quý cô chú biết cũng khá thời gian ha. Chứ không phải là chiều cao. Cây mới. Chiều cao là 46. Dạ. Cái tán rộng là 50. Hoành thân này là 40 ha. Yeah. Cũ thì mình khỏi đo đi ha. Yeah. Thì đế nó cũng buông chảy không à. À nằm trong chậu là 4 tấc rưỡi ha. Cái này thì em rút chậu hết nghe quý anh chị. Dạ, yeah. Giá sao đây anh? Cái này xin Zalo với quý anh chị mình giá là 2.800.000 ha. 2.800. Bao ship toàn quốc nha. Cái này là trung nu anh ha. Trung nu. Đây một nu rất là nhiều luôn cô chú ha. Những cái đường thân nó nu nè. Đó, những cái cục nu. Quay giúp em vòng nữa anh kia. Mà nhìn nó độc đáo lắm một chú, cái này thay cái chậu ép vô cái chậu nhỏ lại anh ha. Cái chậu dạ. Này hơi to à. Đúng rồi, tại mình nuôi cốt cành mình cho nó hơi to dạ. Tí. Cái mình chơi thì mình ép vô cái chậu đẹp vô chú. Nhìn cái cây này nó khác nữa. Mặt lên đây. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, đến với quý anh chị mình là cây bông giấy Mỹ ha. Giấy Mỹ. Mã số 6. À, cây giấy Mỹ này thì đế dạng như cũ sứ vậy nghe quý anh chị. Dạ. À, nó cũng lên thả tầng rừng em mới vô điểm dây lại ha. Cái này nó ra lại là nó kính form rất đẹp ha. À, nó bị rong nó đen thôi anh hả? Rong nó đen. Không có gì ha. Dạ dạ. Dạ. Cái dán thì nó siêu siêu vậy đó cô chú dạ. Ha. Nó siêu. Em đã điểm dây lại rồi. Nó mà bung cực mới ra là nó kính lại là đẹp lắm. Rồi đo giúp em luôn. Cao là 70. Tán rộng là 70. Mình đổ cái mình này trên này là nó là 31. Dạ. Cái cũ là nó là 45 ha. Cái độ sổ của cái cũ này độ xổm là 2 tấc 3 ha. Đang nằm trong chậu là 4 tấc. Dạ rồi. Cái này em không cho lưu chậu ha quý anh chị mình. Dạ. Giá sao đây anh? À cái này xin Zalo với quý anh chị mình giá 1.700.000 ha. Dạ. 1.700.000. Em bao ship toàn quốc nha quý anh chị. Cái này em đóng khung ha. Rồi 1.700.000 anh ha. Dạ. Cũ vậy nè. Dạ rồi, tiếp tục giúp em luôn. Kế bên luôn. Rồi, cây này là mã số 7, lấy cây kéo đỏ cho cha. Số 7 này là cây linh sam ha, song hình.
Sông Hinh anh hả? Dạ Sông Hinh. Nó, xem Sông Hinh nó đang ra tược, nó thực thực quá nãy giờ quá. Thân này thì cũng khá là quá nè quý cô chú. Tỉa xương xương thấy rõ cái form tí nhẹ ha. Rồi. À, cây này thì nó có độ quái ha quý anh chị. Có cái thân quái anh ha. Dạ. Có thân quái nằm lượn đưa ra vậy nè quý cô ha. Em điểm được đứng dây đầu tiên ha. Cái này về làm thêm nước thứ hai cho nó ship dây làm nước thứ hai là đẹp rồi ha. Rồi. Mình chơi được hai mặt luôn nha quý anh chị. Chơi hai mặt luôn anh ha. Dạ, đây cũng được là mặt tiền ha. Rồi. Bên đây cũng là mặt tiền cái. Đó. Dạ. Rồi để mặt này đo luôn đi anh này. Mặt này nhìn thoáng hơn nè. Đây. Cao là 52. Tán là 70. Dạ. Nơi đây nó là 30. Dạ rồi, 30. Có cái cũ mình đâu, cái cũ luôn. Cái cũ là 45. Dạ rồi, 45. Mới điểm một nước dây thôi ha. Dạ. Quý chú. Đây, sơ sơ. Cây này nó điểm cây lắm nghe quý anh chị. Chậu này là 4 tấc ha. Dạ. Ừ. Cái độ lắc của nó nghệ thuật lắm quý anh chị. Cũng liên lạc anh ha. Dạ, liên lạc không thiệu dích gì hết ha. Rồi, giá sao đây anh? Cái này xin Zalo với anh chị gần xa mình giá là 1.800.000 ha. Em bao ship toàn quốc. 1.800.000 anh ha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 8 ha, là rồi, một phôi chiếu thủy da đen ha. Nu da đen mặt khỉ nha quý anh chị. Mã số 8. Cái này mặt khỉ anh hả? Mặt khỉ anh, chứ không phải gò công. Rồi. Đặc biệt em thấy cái cũ ở dưới nó cuộn cuộn như giấy Mỹ vậy ha. Dạ đúng rồi, nó được có cái cũ đẹp. Rồi, như hoa giấy Mỹ vậy cô chú ha. Cũng có nuôi tay cành sẵn anh hả? À, đó là em cắt giật lại đó, nó lên tược lại tược mới ha. Là gì nữa tay cành này mấy quý anh chị mình lập ra cái là nó được tay chung rồi ha. Rồi. 68 chiều cao. 33 hoành thân ha. Dạ. Mình cũ nó là 73. Dạ rồi, mình đo vậy là 73 ha. Đây, cái cũ nó cuộn cuộn nhìn nè quý chú ha. Những cái mặt cắt này nó kéo rất mạnh ha quý anh chị ha. Dạ. Kéo rất mạnh mặt cắt. Nu mặt khỉ ha. Dạ. À, mặt cắt ngọn nó cũng kéo bít luôn chú ha. Nó kéo khá là mạnh luôn. Gần liền rồi. Rồi cái này xin Zalo với anh chị gần xa mình giá 2.700.000 ha. Em bao ship toàn quốc. 2.700.000 anh ha. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn một cái phôi nu mặt khỉ. Rồi kế bên luôn anh ơi. Mã số 8. Số 9. Số 9 ha. Số 9. Rồi cái này mình cũng này, da đen ha. Da đen ha. Mình da đen này là đen lá lớn nha quý anh chị. Mình tán phôi nữa ha. Cắt phôi luôn. Ở cái phôi. Dạ. Rồi. Cây rất khỏe ha. Đâm chồi tùm lum hết rồi. À, bộ đế nó đặt sạch hết nha quý anh chị. À, cái này nữa mình nuôi cái ngọn mình lắc qua đây cái nó là đầy ha. Rồi. Rồi em báo với chiều cao. 50. Hoành thân ở đây là nó là 39. Thân 39. Cái cũ này là 69. Dạ rồi. Đế cũng khá anh ha. Dạ, đế khá. Đây này có những mặt cắt thôi nha quý anh chị, mình gọt cắt là cho cây nó thon nó giót ha. Chứ không có cây không có bị lỗi lầm tì vết gì hết ha. Đế đều của chú ha, một cái phôi. Rồi, đây. Giá sao đây anh ơi? Rồi, cây này xin Zalo với anh chị đường xa mình giá là 1.700.000. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi, 1.700.000. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Kế bên luôn. Rồi, tục là mã số 10. Mã số 10 là cây chiếu thủy da đen lá da trung đen. Ha. Dạ. Em cắt kiểu này em nhầm biết lá trung là cái này lá trung rồi quý anh chị ơi. Rồi lá trung. Dạ. Lá trung mà nha. Cỡ này thì nó già lắm rồi. Dạ. Hay quá, anh ha. Nó già nó bể cái chỗ này ngày xưa là nó bể mà bây giờ nó kéo bít luôn nghe quý anh chị. Tay cạnh đã có sẵn nè. Dạ. Tông này tông kiển cổ ha. Ở đây nó có một cái lỗ ở đây nghe quý anh chị. Rồi đây, đây cho quý cô chú thấy luôn. Nhưng mà lỗ này là lỗ lâu rồi anh ha, sành bo lại kìa. Em không có làm gì hết luôn nhưng mà nó không có còn mục vô nữa nha quý anh chị. Này thì mình nói sẵn tay cành mình về mình chơi tứ diện cũng được anh ha. Chơi tròn hết trơn là được. Cái này là mình mau chơi thành phẩm á. Đặc biệt là cái củ nó nổi lên khá rõ. Mình nhìn thấy nó củ hoành tráng mà đặc biệt là lá chung nha quý cô chú. Dạ, chứ không phải lá lớn anh ha, lá chung. Lá chung.
Dạ. Cao là 78 ha. Đồ này. Dạ. 46 ha quý anh chị. Rồi. Nào dưới này cái nó đi. Đây là 53. Dạ. Tổng cũ là 88 ha. Cái chiều sổ luôn anh ạ. Cái cũ á. Sổ cũ này là 2 tấc. 20 ha. Rồi. Dạ, 20. Cái tay cành nó có sẵn hết nha quý anh chị. Dạ. Về mau chơi ha. Độ đẹp thì quý cô chú tự đánh giá ha, còn độ già thì cây thì rất là già. Đó. Bộ cũ rồi quý chú ha. Cũ đều hết rồi anh ha. Dạ. Đều. Đó. Khá là gọn gàng luôn, nhưng mà cũng hoành tráng lắm. À, quý anh chị coi kỹ là cái này nghe, nó không có ảnh hưởng gì tới mình ha, tới cây. Dạ. Mình ha. Rồi xin Zalo với anh chị gần xa mình, giá là 4.500.000 ha. Em bao ship cái này toàn quốc ha quý anh chị. 4.500.000 anh hả? Dạ, 4.500.000. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Một cây này đây cũng khá độc đáo ha. Rồi. Đấy, để cho phiên bếp chơi. Rồi, tiếp tục luôn. Chiên mình lên, chiên cho được. Đây là cây da đen lá lớn ha quý anh chị. À. Rồi, một cây da đen lá lớn. Đang thả ha, đang thả gốc cành ha. À, cây này cũng có đế luôn anh ha. À, đế cây khá cành nó đã có sẵn hết nha, có đặc điểm này luôn. Rồi, điểm chỉ này luôn đây anh này, nó rất là ok quý anh chị. Cái mặt này nó đã có lớp da mới, nó đang kéo xuống nè quý anh chị ha. Rồi. Rõ ha, ông anh thưởng tới cây mình luôn ha, em không có chét keo hay là cát gì vô đó. Cái ngọn trên này ha, cái ngọn. Dạ. Ngọn thì bít luôn anh ha, ngọn bít luôn rồi, ngọn bít luôn, ngọn cũng bít hết. Về quý anh chị mình có tay nghề, với anh chị mình tỉa lại cái để mình chơi theo form ý của mình ha. À, đây mặt tiền đó quý anh chị. Rồi, đo giúp em luôn. Cao 68. Tán chi này là 70. Dạ. Yeah. Đo ra đây đi ha, 42. Rồi, 42. Cũ này cũng lắm cái cũ. Cũ này tới 1m2 nha quý anh chị. Cái đường kính bầu là 50. Rồi. Cái này xin Zalo với quý anh chị gần xa mình, giá là 2.900.000 ha. Cái này em bao ship toàn quốc quý anh chị mình nha. 2.900 anh ha. Dạ. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Kế bên luôn ha. Đây. Một cái phôi nữa. 13. Đây mã số 13 ha. Này chắc da đen lá lớn quá anh hả? Em cắt em quên mất tiêu lá nữa, thôi mình cho lá lớn đi, còn rồi. Nếu mà lá nhỏ, lá chung thì mình nhờ nữa, có giá trị hơn nữa. Rồi cây này thì cái tông này là tông kiển cổ ngày xưa ha quý anh chị ha, tay cành bắt cũng tứ diện. Dạ. Thân nó chân cạnh thì chủ nhà nhạo cổ hết ha. Đế rồi. Thì lọn hết. Rồi chiều cao giúp em đi anh Kiệt ơi. Chiều cao 1m25. Dạ, cũng khá cao ha. Tán chi này là 90. Ủa, dạ. 7. Tán chi này là 65. Giờ đo sao trời? Dạ đây. Đo anh đây đi. Dạ rồi, đo trên đó đi. Đo anh đây nó là 34. Đo anh đây là 60. Rồi, dính cái nhánh luôn là 60 ha. Nhìn đấy. Nhìn tận luôn. Tận quần đế 3136 ha. Dạ. Cái đế sổ này là nó là 3 tấc. Rồi 3 tấc, quay giúp em vòng luôn. Đường kính bầu là 5 tấc ha quý anh chị. Rồi quay cho em. Ở đây không có thể dứt gì hết nghe quý anh chị. Xem cái bộ đế luôn ha. Dạ. Đó, xem bộ đế trước giúp con ha. Cái này về mình mau chơi bắt tay cành ha. Rồi đây. Rồi, cây da đen anh ha. Dạ da đen. Cũng khá liền lạc tới cái ngọn ha quý chú. Dạ giá sao đây anh? Cái này xin Zalo với anh chị gần xa mình, giá là 4.900.000 ha. Em bao ship toàn quốc nha. 4.900 anh ha. Dạ. Dạ. Cái này mà mạnh tay thì xuống lùng luôn anh ha. Đúng rồi, xuống lùng lực nữa. Mạnh tay mà xuống lùng là chơi bộ đế ha. Dạ. Dạ. Rồi. Và 4.900 anh ha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Mấy à? Rồi chú đợi chút xíu ha, chú có mấy cây khá là to. Rồi
một cây nguyệt quế anh ha. Mã số 14. À, nguyệt quế lá trung bông chùm ha quý anh chị. Thân sắn sari ha. À, rồi quay giúp em. Cây này thì nó lắc nó lượng dữ lắm lượng. Lắc giọng lồng dáng ha quý anh chị. Lá trung bông chùm. Dạ. Yeah. Mỗi cái thân mỗi cái khúc lắc của nó là có một cái chi ha. Cái này dường như là người ta cũng chơi rồi anh hả? Có nuôi chơi rồi không, hả? Cái này là cây gừng á. Cây thiên nhiên luôn á anh hả? Cây thiên nhiên nó lắc vậy đó mình không biết sao luôn á. Cây thiên nhiên luôn. Dạ. Dạ. À, có mấy cái chi mình nhìn thấy như là ấy nhưng mà không phải anh hả? Dạ. Yeah. Rồi. Đây, đo giúp em luôn. Cao là 1m23. Dạ. Rồi, quanh thân luôn anh ơi. Cây này cũng già già cây lắm rồi quý chú ha. Bình thân 46 ha. Dạ. Cũ này thì tổng bình đế này thì 1m25. Dạ rồi. Đường kính bầu là 60. Dạ. Cây này cũng quay giúp em. Bầu đất cũng nặng lắm ha quý anh chị ha. Rồi, nói chung là cây không có mục gì hết trơn anh ha. Liên lạc ha. Nó đang cắt rồi nó đang đâm chồi cây mới ha. Chứng tỏ là nó rất khỏe nha quý anh chị. Rồi cây này xin Zalo với quý anh chị gần xa mình giá là 3.500.000 ha, em bao ship 200 km nha. Dạ xa, xa hơn quý bà con thương lượng với em. 3.500.000. Dạ. Dạ rồi, kế bên luôn, một cây rồi, đây là cây mã số 15, cũng cây clip của em ngày hôm nay ha. Dạ. Đây cũng là nguyệt quế một cặp luôn. Đó, một cặp luôn. Anh chị em nào sở hữu một cặp này là rất đẹp ha. Mà cây này cũng thiên nhiên luôn anh hả? Thiên nhiên mà nó ra tay cành vậy đó ha. Tay cành này em nghĩ là chắc có lẽ là cũng phải có chút xíu gì đó trong đây chứ. Dạ. Cây này thì em thấy là có nhạo nè. Dường như là có sữa từ nhỏ anh ơi. Chắc có lẽ là vậy anh. Dạ. Dạ. Sữa xong rồi thả ha. Dạ. Sữa xong rồi để thả luôn. Cái này chắc em nghĩ sữa nước một rồi. Dạ. Bỏ luôn. Cây này cũng lắc nghe quý anh chị mình. Rồi, em báo thông số ha. Cao 1m3. Dạ. Cái tàn này chắc cũng khá lớn mà mình cắt lại luôn anh ha. Dạ, cắt lại chơi bonsai luôn. Dạ. Mình cắt nhẹ giật cốt lại mình nuôi cốt nó mình chơi nó kín thôi. Cái này cái cốt chi nó đẻ đã lắm cô chú, nó có những cái đoạn 48, có những đoạn co. Thân thì nó sắn anh ha, thân dạ. Già nó sắn. Tổng bình đế 1m ha quý anh chị. Sắn. Rồi. Cái đường kính bầu này là 60. Dạ. Rồi quay giúp em hoành đế đây ha. Anh cũng cắt mấy cái rễ rồi anh xử lý kỹ rồi hiểu không chú ha. Rồi thà keo đế thì vậy đây. Rồi số lên tay cành đây vậy nè quý chú. Nó sắn ha. Nó co vậy nè. Đây. Rồi đường thân trên này thì nó cũng khá là lắc vậy đó. Dạ. Rồi giá sao đây anh? Rồi cây này em cũng xin Zalo là giá 3.500.000 luôn ha quý anh chị. 3.500.000 luôn anh ha. Dạ, em rồi. Bao ship trong bán kính 200 km nha. Rồi rồi một cặp đây nè anh ha. Dạ. Ở đây là một cặp ha. Rồi dạ, mình cặp. Đứng giữa cặp này mình chào luôn anh ha. Dạ. Rồi. Rồi cũng cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị thời gian đã dính thời gian theo dõi kênh và chủ nhà vườn em ha. Số điện thoại của em là 0918 864 880. Đó là số Zalo. Mọi chi tiết liên hệ thương lượng của số điện thoại đó giúp em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn. Dạ rồi, con cũng kết thúc đây ha chú. Quý chú yêu mến anh thì xin mời ủng hộ cho anh. Con xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo.